đến để mà thấy nên được hiểu như thế nào, và nếu đến rồi thì sẽ thấy cái gì vậy sư? Đến để mà thấy tức là gì? Tức là cái giáo pháp này đó là giáo pháp phải tự mình thực hành, chứ không ai làm giùm mình hết trơn. Phải tự mình thực hành, tự mình trải nghiệm và tự mình thấy được cái kết quả. Đó là ý nghĩa đến để mà thấy. Tức là không phải do người ta làm giùm mình, không phải do mình tin tưởng, không phải do mình chỉ nhìn mà được, mà mình phải thực hành. Và khi mình thực hành như vậy đó, sau khi mình thực hành mình thấy được cái quả báo của cái việc đó, mình thấy được cái kết quả của việc đó, thì nó ý nghĩa của việc đến. Nhưng mà còn quý vị hỏi kết kết quả rốt ráo là gì, thì tất nhiên đối với Phật pháp đó là sự chứng đắc đạo quả, và chúng ta thấy rõ bản chất của các pháp, thấy rõ thế nào là tam tướng và thấy rõ cái gì là niết bàn.